Ở tập trước, Ma Vương cùng với Alpha Sans đã cùng nhau lập ra mưu kế. Tên Ma Vương biến hình thành Insas để đánh lừa Team Pháp Sư. Đồng thời, bọn chúng đánh nhau để Team Pháp Sư bị đánh lừa. Không ngờ Team Pháp Sư bị mắc kế thật và tưởng Ma Vương là Insas thật. Cho nên đã xông vào cứu Insas khỏi tay Alpha Sans đang bị đánh cho bầm dập bởi Alpha Sans. Tại khu rừng, để an toàn cho Insas, thì Jara đã phải dịch chuyển cả hai sang một nơi khác để tiện trị thương cho Insas. 404 và Mixas ở lại chiến đấu với một Alpha Sans vừa được hồi sinh. Mau biến khỏi đây, nếu không ta không nương tay đâu em trai ạ. Một người anh mà không lo được cho em thì ngươi chết đi. 404 tức giận tấn công Alpha Sans. Alpha Sans dùng skill của mình để chống đỡ lại. Mixas thấy thế cũng cùng vào trợ giúp với 404 đánh bại Alpha Sans. Một mình Alpha Sans không thể đánh bại được cả hai người của Team Pháp Sư, cho nên đã chạy trốn. Alpha Sans chạy đến chỗ của Jara và Insas, Ma Vương. Sếp, sếp cứu em, bọn này mạnh quá em không đánh được. Đủ đi, để đánh nhau đi, lỡ hết kế hoạch của ta bây giờ. Nói xong, Insas, Ma Vương đẩy mạnh Alpha Sans ra phía trước tiếp tục chiến đấu. Alpha Sans bị đẩy mạnh ngã dúi dụi xuống mặt đất luôn. Dưới đất làm gì có gì ăn đâu, để ta biến cho vài cục xương để gặm nha. Mang xương về cho chó nhà ngươi gặm đi. Alpha Sans hừng hực khí thế xông lên đánh tới tấp Mixas để kiếm cho Mixas cũng phải lùi ra phía sau. Jara lúc này quyết định là lên chiến trường để loại trừ tên Alpha Sans nguy hiểm này. Được rồi, hãy để Sans xinh đẹp nhất tiêu diệt hắn. Ý cô là ta? Tên đần này, ngươi là con trai, sao có thể xinh đẹp được? Nhưng ta cũng thấy ta xinh đẹp mà. Mua gương về soi đi, xấu thế bà. Jara cùng với Mixas hợp lực chiến đấu để chống lại Alpha Sans. Sans đánh không lại liền thoát chạy qua lỗ hổng không gian. Team Pháp Sư cũng đi theo để mà truy đuổi. Đến một khu rừng, Alpha Sans nấp vào một bụi cây. Ba người kia lao đến chia nhau đi tìm. Jara nhìn quanh thấy một bờ mông xinh xắn. Jara liền đá một cái vào mông hắn khiến cho hắn phải lăn ra ngoài. Đến lúc Ma Vương Insas đang đứng thì bị Alpha Sans bay vào làm đau hết cả người. Xin lỗi sếp, sếp có sao không? Biến đi, toàn làm ta bị thương. Tao mà chết không ai trả lương cho ngươi đâu. Team Pháp Sư cũng xuất hiện gần đó. Cả ba nhìn thấy Insas và Alpha Sans thì thầm gì đó với nhau. Thật lạ, lúc nãy vừa mới đánh nhau, giờ thì lại thì thầm gì đó với nhau. Ta thấy hai tên này rất đáng nghi. Hình như chúng có chuyện gì đó giấu chúng ta.
Ta cũng nghĩ vậy, nhìn hắn có vẻ nguy hiểm. Sao ngươi lại nghĩ thế? Vì ta thấy hắn xấu trai hơn ta. Đó không phải điều quan trọng. Ta thấy bọn chúng cứ lén lút nói gì đó với nhau. Xin lỗi sếp, để em đi xử bọn kia ngay. Từ từ, bây giờ ta có kế này. Ngươi tiêu diệt Mixan và 404 trước để chiếm được thẻ bài San của chúng. Sau đó ta sẽ nâng cấp. Chuyện tiêu diệt Chara là chuyện vô cùng dễ dàng. Hay, kế của sếp hay quá. Em đi thực hiện ngay đây. Tức quá, hắn coi chúng ta là trẻ con lớp 1, định lừa để cướp thẻ bài của chúng ta. Vậy ta tự kế lừa lại chúng. Bây giờ chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn bảo vệ Insans, nhưng nhân lúc Alpha Sans không để ý, hãy giết Insans để cướp thẻ bài. Các team pháp sư đồng ý và quay trở lại chiến trường. Mixas và 404 hợp lực để đánh Mixas. Trong khi đó thì Chara vẫn giả vờ trị thương cho Insas. Cuộc chiến giữa Mixas, 404 và Alpha Sai diễn ra vô cùng căng thẳng khi ai cũng đều chỉ là chiêu chiêu riêng của mình. Bỗng Mixas kêu lên. À, 404, ngươi nhìn xem, Alpha Sai sợ quá nên tè cái đầu quần kìa. Không phải đâu, do trời nắng ta toát mồ hôi thôi. Sợ thì cũng đừng có tè đầu quần chứ. Liệu rằng với kế hoạch đã bị bại lộ thì tên Ma Vương trong hình hài của Insan có thoát khỏi được chi pháp sư? Hai anh em nhà 404 và Alpha Sai sẽ về chung một đội được hay không? Sẽ có những diễn biến thú vị nào tiếp diễn tiếp theo sau đây? Các bạn hãy cùng để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận nha! Hẹn gặp lại cả nhà ở tập tiếp theo nha! Mặc dù giở trò để đánh lừa team pháp sư, thế nhưng tên Ma Vương và Alpha Sai vẫn không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Trong khi đó thì team pháp sư đã phát hiện ra kế hoạch độc ác của Insas và Alpha Sai. Theo kế hoạch của Chara, team pháp sư sẽ tương kế tự kế để đánh lừa Ma Vương và thuộc hạ, từ đó mà cướp được thẻ bài từ tay bọn chúng. Bỗng Mixas kêu lên. À, 404, ngươi nhìn xem, Alpha Sai sợ quá nên tè cái đầu quần kìa. Không phải đâu, do trời nắng ta toát mồ hôi thôi. Sợ thì cũng đừng có tè đá quần chứ. Ngươi nói ai tè dầm, ta sẽ đánh cho ngươi tè đá quần luôn. Alpha Sai sử dụng sức mạnh của mình để đánh 404, làm cho 404 bị đẩy lùi. Cùng lúc đó thì Alpha Sai lại giơ ra một tấm thẻ bài có in hình Alpha Sai. Hắn dùng thẻ bài để nâng cấp sức mạnh, chiến đấu chống lại các team pháp sư. Thẻ bài được sử dụng, Alpha Sai được nâng cấp và có thể một mình cân cả 404 và Alpha Sai. Cả Mixas và 404 của team pháp sư lúc này không thể đánh bại được Alpha Sai vì hắn đã dùng sức mạnh của thẻ bài. Thế nhưng may mắn, cô gái thông minh Chara đã nghĩ ra một kế. Đừng lo, chúng ta cứ cầm chân hắn. Nếu chỉ có một thẻ bài thì hắn không thể hoàn toàn nâng cấp được. Dùng một thẻ bài thì sức mạnh chỉ được nâng cấp trong thời gian ngắn thôi. Nhưng lúc hắn hết sức mạnh thì chúng ta sẽ tấn công. Hay da, đánh nhanh lên, trời nóng quá. Nhanh lên để còn về nhà ngồi điều hòa. Khi
giáo sư cứ thế câu giờ đã tiến lần lượt từng người lên solo với Alphasas nhằm câu giờ, đợi thời gian sử dụng thẻ bài hết. Thế nhưng cả team đánh mệt nghỉ mà Sai vẫn chưa hết sức mạnh. Lúc này cả team Thái Sương mới ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên kia, sao thấy bài của người chưa hết sức mạnh vậy? Đâu biết tại sao. Chắc chắn thẻ bài của hắn có vấn đề. Thông minh lắm. Đây là thẻ bài 2 sao. Thời gian sử dụng sức mạnh nhân đôi so với thẻ bài 1 sao. Thì ra là vậy. Thảo nào đánh mặt tên này vẫn lì như trâu. Cả team pháp sư lại quay lại hội ý cùng nhau, tìm cách để cướp thẻ bài 2 sao từ tay của Alpha Sans. Phải nghĩ cách lấy được tấm thẻ bài 2 sao đó mới được. Nhưng hắn quá mạnh, ta sợ bị đánh cho bay màu mắt. Ây da, nghĩ nhiều làm gì. Trời nắng quá, đánh nhanh còn về. Lúc này thì Tara bỗng nghĩ ra một kế hoạch hay ho và rủ cả team cùng thực hiện. Alpha Sans, bây giờ ta với ngươi sẽ trao đổi. Lũ nghèo kiết xác như các ngươi, có gì mà đòi đổi với ta? Trời nóng như này mà có kem ăn thì tuyệt con nhà bà dơi. Alpha Sans nhìn chiếc kem trên tay của Tara mà thèm nhỏ dãi. Được rồi, ngươi muốn đổi gì? Đưa thẻ bài cho bọn ta mượn chơi tí, rồi bọn ta sẽ trả lại. Có được không? Alpha Sans lúc này đã bị kem làm cho mờ mắt rồi. Hắn lập tức đồng ý và đổi thẻ bài 2 sao để lấy kem. Alpha Sans cầm kem hí hửng về khoe với In Sans mà vương. Mà Dương xem này, ta vừa đổi thẻ bài để lấy kem đấy. Sao ta lại có đồ đệ ngu như vậy không biết. Ai cho ngươi đổi thẻ bài lấy kem hả? Thế giờ sao ạ? Đưa kem này, còn ngươi mau đi cướp lại thẻ bài đi. Alpha San đành phải đi cướp lại thẻ bài, còn kem thì bị Insans cướp mất rồi. Đúng là cướp trên vàng mướp. Cuộc chiến giữa Alpha Sans và Team Pháp Sư diễn ra vô cùng gay cấn, quyết liệt. Kẻo của tấm thẻ bài 2 sao vừa lừa được từ tay của Alpha Sans, mà Team Pháp Sư đã chiếm được lợi thế hơn rồi. Liên tục ra đòn tấn công khiến cho Alpha Sans trở tay không kịp và bị thương nặng nề. Đang gọi điện cho Insas Ma Vương để cầu cứu. Alo, sếp nhanh cứu em. Em sắp bị lũ pháp sư cho đăng xuất rồi. Gì cũng đến đây ta. Chờ chút, ta đến ngay. Với kế hoạch biến thành Insans của Ma Vương đã thất bại, tính ham ăn của Alpha Sans đã làm đổ vỡ kế hoạch. Vậy thì Team Pháp Sư có đánh bại được Ma Vương hay không? Sẽ có diễn biến lý kỳ gì nữa đây? Chúng ta cùng chờ xem ở tập sau nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Pháp Sư TV. Hãy bình luận một nhân vật mà các bạn yêu thích nhất trong phim nhé.
Trong tập trước, Insaz, Ma Vương và Alpha Saz đã bị lộ kế hoạch giết cả tiên pháp sư để lấy được thẻ bài sức mạnh. Tiên pháp sư nhờ có sự phát hiện kịp thời mà nhanh chóng tương kế tự kế để không bị tên Ma Vương gian xảo giết. Chara thông minh còn nghĩ ra kế dùng kem để đổi thẻ bài. Vậy mà tên Alpha Saz đần độn cũng đồng ý đổi. Có được thẻ bài sức mạnh 2 sao, tiên pháp sư được buff sức mạnh nhanh chóng dập cho Alpha Saz tới tả mà phải gọi điện về cầu cứu Insaz, Ma Vương tới giúp đỡ. Alpha Saz lúc này hết cách, đành gọi điện cho Insaz, Ma Vương để cầu cứu. Alo, sếp nhanh cứu em, em sắp bị lũ pháp sư cho đăng xuất rồi. Gì cũng đến đây ta, chờ chút, ta đến ngay. Insaz, Ma Vương lúc này đã sử dụng lỗ hổng không gian di chuyển đến bên cạnh của Alpha Saz. Bọn ta đã biết tổng kế hoạch của các ngươi rồi, không lừa được bọn ta đâu. Mau trả thẻ bài đây, đồ ăn cắp. Không trả, giờ nó là của ta. Thế mà cũng khoe là đi học mẫu giáo được thứ bé ngoan, ăn cắp đồ của người khác mà còn không chịu trả. 404 nghe thấy thế cảm thấy bị xúc phạm đến danh hiệu bé khỏe bé ngoan hồi mẫu giáo nhận được, cho nên định trả lại thẻ sức mạnh Alpha Saz 2 sao cho Ma Vương. May mà có Chara ngăn lại kịp thời. Đừng có mắc bẫy của hắn, hắn đang tính kế để lấy lại thẻ bài sức mạnh đó. Được, cậu bé này thông minh đấy, hay ngươi về team của ta luôn cho vui. Ngươi nghĩ là ta sẽ làm việc đó cho kẻ xấu như ngươi ư? Bây giờ ta lấy Alpha Saz đổi lấy Chara. Ngươi nghĩ bọn ta ngu hay sao? Đổi lấy một tên Alpha Saz đần về gánh team. Hai bên xảy ra tranh cãi kịch liệt. Cả hai bên sau một hồi đấu khẩu thì xông vào đánh nhau tới bời khói lửa. Thế nhưng không quyết định được thắng bại. Tiên pháp sư mặc dù có thể bại sức mạnh 2 sao nhưng vẫn phế hơn so với tiên Ma Vương và Alpha Saz. Mixas lập tức định sử dụng thẻ bài sức mạnh để nâng cấp sức mạnh, đánh bại Team Ma Vương. Thế nhưng vừa lấy thẻ bài ra thì Alpha Saz đã nhanh trí dùng chân đá bay chiếc thẻ bài trên tay của Mixas, khiến cho nó bay vào bụi cây và biến mất. Cả Team Pháp Sư và Team Ma Vương đều lao vào bụi cây để tìm thẻ bài. Hey! Ây da, cái gì chọc vào mông ta vậy? Là em sếp ơi. Đi sang bên kia tìm đi. Cùng lúc đó, tiên pháp sư cũng đang tìm kiếm, bỗng thấy ở một góc phát ra ánh sáng chói mắt. Cả tiên pháp sư tò mò đến xem thử và phát hiện ra tấm thẻ bài đang nằm ở đó. Nhưng Alpha Saz lại nhanh tay hơn và lấy được tấm thẻ bài. Hai bên xảy ra tranh cãi kịch liệt. Mau trả thẻ bài đây, bọn ta mới là người tìm được trước. Nhưng bọn ta mới là người lấy được trước. Ai thấy trước thì là của người đó. Hai bên xảy ra tranh cãi kịch liệt. Thôi thôi, không có cãi nhau nữa. Bây giờ tổ chức cuộc thi chạy, ai đến đích sớm hơn thì người đó giành được thẻ bài. Cả hai bên đồng ý và bước vào cuộc chạy đua marathon.
Team Pháp Sư cử Chara là vận động viên, còn Team Ma Vương thì đích thần Ma Vương ra trận. Nhưng vì Chara có sức mạnh tốc biến cho nên đã bứt tốc và về đích sớm hơn, cả team pháp sư nhảy vào ôm nhau ăn mừng vì chiếm được tấm thẻ bài. Dù thế thì team Ma Vương vẫn không phục, đôi thí tài thêm một lần nữa để quyết định xem ai giành chiến thắng. Insas Ma Vương đòi thi lắc xuất sắc, ai lắc ra số điểm cao hơn thì đó là người giành được chiến thắng. Team pháp sư fair play cho nên cũng đồng ý thử tài một lần nữa. Oh no! Hết cách rồi, phải đi cướp thẻ bài thôi. Chẳng lẽ tấm bài đó quan trọng như vậy sao? Đó là tấm thẻ bài được ông cố 7 đời trước của ta để lại. Tuy bề ngoài nhìn hơi phế nhưng sức mạnh cũng thuộc hàng ông nội. Chỉ cần kết hợp với tấm thẻ bài 1 sao nữa thì sẽ tạo được Alpha San cấp 3. Wow, không ngờ tấm thẻ bài đó tưởng không chất mà lại chất không tưởng. Đừng có mà khinh thường. Dù gì nhà ta cũng có truyền thống 7 đời làm chuyện ác. Mấy cái này thì nhầm nhò gì. Nhưng phe Ma Vương đâu dễ dàng chịu thua như thế. Ngay lập tức chúng nghĩ ra kế để lật lọng, hòng cướp lại tấm thẻ bài quý giá đó. Bày mưu tính kế xong, Insas và Alphasas rón rén tiến lại gần Team Pháp Sư đang đứng, nhanh tay chụp lấy tấm thẻ bài và bỏ trốn. Đúng là tên Ma Vương gian xảo phải không các bạn? Các bạn hãy cùng để lại bình luận làm thế nào để Team Pháp Sư đánh bại Ma Vương nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau với sự xuất hiện của New Sans mới với những tình tiết thú vị. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nha. Trong trận chiến trước, Team Pháp Sư đã lừa được Alpha San để lấy tấm thẻ bài sức mạnh 2 sao. Nhưng sau khi biết chuyện, tên Insan Ma Vương lúc này đã bắt Alpha San phải đi lấy lại bằng được tấm thẻ bài đó, bởi vì đó là tấm thẻ bài di truyền từ đời ông cố nội nhà hắn. Không chỉ vậy, Insan còn huênh hoang khoe mẽ rằng gia đình có truyền thống 7 đời làm chuyện ác. Cuộc chiến cướp lại thẻ bài từ tay của Team Pháp Sư không hề dễ dàng. Dù nhiều lần ăn gian, nhưng bên phe Ma Vương vẫn không giành được chiến thắng. Cuối cùng, Insan Ma Vương lại dở thói cướp giật chợ búa để lấy lại tấm thẻ bài. Team Pháp Sư cùng đuổi đến rừng sâu. Mau mau đuổi theo đi chứ, còn nhìn cái gì nữa? Trả đây, đồ cướp giật chợ búa.
Ở đây, hai bên xảy ra trận chiến vô cùng là căng thẳng để giành lấy tấm thẻ bài quý giá. Insan dùng cây bút của mình vẽ ra những vũ khí tấn công bên Tiên Pháp Sư. Tiên Pháp Sư cũng không có chịu thua. 404. Dùng xương chó của mình để tấn công lại. Cả hai bên ngang tài ngang sức, mãi không giành được chiến thắng. Đã bốc sức mạnh. Alpha San nhanh chóng lấy thẻ bài ra để nâng cấp sức mạnh nhưng mãi không sử dụng được. Insan, tấm thẻ bài này không còn tác dụng. Ngươi dùng hết 2 lần thử rồi, giờ phải nạp tiền mới dùng tiếp được. Lắm chuyện quá. Lương đã thấp rồi còn bắt nạp tiền mua vũ khí nữa. Alpha San lấy ra một tờ tiền để chuẩn bị nạp, thì tờ tiền lại bị bay mất. Tờ tiền này bay đến chỗ của Tiên Pháp Sư. Alpha San đang định nhặt tờ tiền lên, thì bị Miss San, Pháp Sư Hỏa lấy chân đè lên tờ tiền. Nhấc cái chân ra, đây là tiền của ta. Tao có thấy tờ tiền nào đâu. Nhanh cái chân lên, tao chặt đứt cái chân mày bây giờ. Đây, làm cái gì mà căng thế? Nhưng khi Alpha San chuẩn bị nhặt tờ tiền thì lại bị Miss San đá cho Alpha San một cái, ngã lăn ra đất. Tấm thẻ bài cũng vì thế mà rơi ra. Miss San nhanh tay nhặt lấy tấm thẻ bài đó và giấu vào người. Thẻ bài đâu? Trả thẻ bài của ta đây. Làm gì có cái thẻ bài nào. Alpha San không tin lời Miss San nói nên đã đi vòng quanh người Miss San vài vòng xem xét tấm thẻ bài ở đâu, nhưng vẫn không thấy. Alpha San chuyển sang dùng tuyệt chiêu mũi chó để đánh hơi chiếc thẻ bài. Ô là trời, cái tên này thối quá, chắc là bị hôi nách rồi. Đố người hôi nách được như ta. Hồi nách mà cũng cần có bí kíp sao? Đương nhiên, để giống được như ta thì nhà ngươi phải thử thách 7 ngày không tắm. Mẹ bắt cũng không thể tắm. Đừng có xàm xí nữa. Mau giúp ta tiêu diệt lũ pháp sư đi. Cuộc chiến lại diễn ra vô cùng là căng thẳng. Insan Ma Vương đã đánh được một lúc, lăn ra thở hồng hộc. Cả hai bên quyết định nghỉ giữa hiệp để lát lao vào đánh tiếp. Insan, ta là mất thẻ bài rồi. Sao ta lại có một tên đồ đệ ngu như thế này? Thôi, để ta trình diễn cho ngươi xem thế nào là 7 đời làm chuyện ác.
Insan, Ma Vương lúc này lấy hết can đảm để xông ra chiến đấu cùng tiêm pháp sư, chứng minh cho cái sĩ diện bảy đời làm chuyện ác của mình. Tiêm pháp sư cũng không có vừa, thay nhau ra đòn tấn công lại Insan. Trong tay đã có hai tấm thẻ bài, một là thẻ bài Chara 1 sao, một là thẻ bài Alphasan 2 sao. Tiêm pháp sư sử dụng sức mạnh của hai tấm thẻ bài để nâng cấp vào rào chắn phòng thủ và nâng cao những skill tấn công của mình. Insan cố gắng hết sức để chống trả lại. Alphasan cũng tham gia trận chiến. Cuộc chiến bây giờ đã trở thành một cuộc chiến sinh tử, chỉ duy nhất một kẻ được chiến thắng. Nhưng skill của tiêm pháp sư ngày càng hiểm hóc hơn và khiến cho phe Ma Vương bị thương nặng. Mặc dù thế, vì danh dự của dòng họ nên Insan Ma Vương vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tiêm pháp sư mạnh nhất ra đòn tấn công chí mạng vào người của Insan, khiến cho Insan bị thương nặng và lăn ra đất bất tỉnh. Alphasan thấy tình thế không có lợi, liền nghĩ kế tẩu thoát trước. Được rồi, phải bảo toàn tính mạng trước, rồi cứu Insan sau. Alphasan bỏ chạy, bỏ lại Insan đang nằm bất tỉnh thòi thóp dưới đất. Chara tiến đến, chém thêm một nhát vào người của Insan, khiến cho Insan hoàn toàn bị tiêu diệt. Từ bên trong người của Insan là một tấm thẻ bài 1 sao có hình Insan hiện lên. Như vậy là tiêm pháp sư đã thu thập thêm được một tấm thẻ bài thêm vào một bộ sưu tập của mình. Cuộc hành trình giải cứu các pháp sư khác và thu thập thẻ bài vẫn còn rất là dài. Hãy chờ đón và đồng hành cùng tiêm pháp sư nhé. Liệu rằng Ma Vương đã chết hay sẽ có âm mưu nào đó chưa biết, nhân vật San đặc biệt nào sẽ xuất hiện? Chúng ta cùng đón xem tập sau nha! Tập trước, tiêm pháp sư và tiêm Ma Dương đã có cuộc chiến sinh tử tranh giành thẻ bài với nhau vô cùng gay cấn. Bắt đầu, tiêm Ma Dương đã chiếm ưu thế hơn vì có được thẻ bài sức mạnh 2 sao. Nhưng tiêm pháp sư nhờ có sự đoàn kết cùng với nhau vượt qua nguy hiểm mà dần dần đảo ngược được tình thế. Không chỉ thế, mặc dù có được thẻ bài rồi, nhưng vì phải nạp tiền mới được dùng thẻ bài trong lần tiếp theo cũng khiến Alpha Sam hậm hực và kéo dài thời gian. Cuộc chiến lại càng gay cấn hơn, ngàn cân treo sợi tóc. Lần này, tiêm Ma Dương lại dùng chiêu gieo sầu thoát thân, nhưng người có thân lại là Alpha Sam. Để lại Insan, Ma Dương ở lại. Tiêm pháp sư thừa cơ hội đó đã giết chết Insan và chiếm được thẻ bài Insan 1 sao. Sau khi giết được Insan, Ma Dương và có được thẻ bài Insan 1 sao, cả tiêm pháp sư đã rời khỏi chiến trường và tiếp tục cuộc hành trình tìm những tấm thẻ bài để cứu những pháp sư khác. Hình như chúng ta thắng quá dễ dàng, Insan gì mà yếu xìu vậy? Dù gì hắn cũng chỉ là một Insan 1 sao, không mạnh là chuyện đương nhiên. Ta thấy vẫn có gì đó không ổn. Tại sao Alphasan lại bỏ chạy trước? Tại sao rõ ràng chúng ta đã giết Insan mà chỉ có một tấm thẻ bài 1 sao? Dù sao Insan cũng là một sao mạnh, không thể bị giết dễ dàng như vậy được. Úi là trời, ta có thấy dễ dàng đâu. Chúng ta suýt đi chậu ông bà mấy lần rồi, dễ gì đâu chứ. Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua đi, mau lấy bản đồ ra xem vị trí tiếp theo là ở đâu. 404, pháp sư Mộc lấy ra tấm bản đồ đã trộn được từ Ma Vương để xem vị trí tiếp theo của pháp sư Ngũ Hành ở đâu. Ủa, chuyện gì vậy? Có ai đó đang ở gần chúng ta, ngay trong căn nhà bỏ quan. Bản đồ này không chính xác. Có khi nào là có ma hay không?
Ta sợ ma lắm. Đi đến xem thế nào. Trong ngôi nhà, một cô gái đang đứng bên cạnh bức tường. Khuôn mặt xanh xao và nhìn trông có vẻ như vô cùng yếu ớt. Đó chính là em gái Gia Tra bị thất lạc từ lâu. Cô gái nhìn chiếc hộp đựng linh hồn của Gia Tra trống trơn, liền đoán ra có chuyện không lành. Chắc chắn thì gái mình đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Hay là có kẻ nào ăn cắp linh hồn của chị mình? Không được, mình phải đi tìm chị nhanh. Em gái Gia Tra không biết sự việc đã xảy ra nên vô cùng lo lắng. Mặc dù tình hình của cô ấy vô cùng nghiêm trọng, khi có nhiều vết thương khiến cô ấy suy yếu, nhưng vì lo lắng cho chị gái Gia Tra, cô vẫn quyết tâm đi tìm chị. Nhưng vừa bước đi vài bước, cô đã ngã quỵ xuống và ngất đi. Vừa may lúc đó tiêm pháp sư đến, Gia Tra nhìn thấy em gái mình liền chạy đến đỡ dậy. Nhưng lúc này em gái Gia Tra đã bất tỉnh. Hả? Là em gái của ta? Em gái, mau tỉnh lại đi. Nhìn yếu ớt vậy có khi ngụm củ tỏi rồi cũng nên. Người nói gì hả? Không có gì, ta chỉ nói đùa thôi. Cả tiên pháp sư cùng nhau trị thương cho em gái của Gia Tra. Em gái của Gia Tra cũng dần dần hồi phục và tỉnh lại. Chị ơi, em đói quá. Vậy để chị đi lấy đồ ăn cho em. Để ta đi lấy. Nhớ mua một đùi gà, một cốc trà sữa, 3 ly kem nha. Ai ốm đi mà. Bà, hả? Đang ốm mà cũng khôn ăn ghê. Gia Tra lúc này vô cùng lo lắng cho em gái của mình. Sao em lại bị thương nặng vậy? Em gái Gia Tra hồi tưởng. Sau khi lạc chị, em phải tìm cách để sống sót. Nhưng trên đường, em gặp phải tên Ma Dương. Hắn định giết chết em để lấy thẻ bài sức mạnh. May mà em trốn thoát được nên mới về tới đây. Tên Ma Dương này cả một đứa bé mà cũng bắt nạt được. Ê, vậy cô theo tìm pháp sư đi. Hơi nghèo nhưng bọn ta đều là người tốt, không ai bắt nạt cô đâu. Đúng vậy, tham gia tìm pháp sư đi. Nhưng nhìn hắn giống bộ xương quá. Có phải là người xấu không? Gì? Cô nói ta giống bộ xương? Nhìn này, ta body 6 múi đó. Vừa hay, Miss San cũng trở về mang theo đồ ăn cho em gái Gia Tra. Bỗng nhiên trận cuồng phong nổi lên, gió bão, sấm chớp bay mù mịt. Có chuyện gì đó không ổn rồi. Vì sao lại có cơn cuồng phong bất ngờ đến vậy? Em gái Gia Tra đã gặp được chị. Liệu rằng cùng chung tim với nhau hay là một kế hoạch của Ma Dương? Alpha San và
và Ma Dương đang có âm mưu gì nữa. Các bạn hãy bình luận xem tập sau sẽ có diễn biến gì nha.